Thế Giới Mới xin chào quý bà con. Hôm nay chúng tôi đang test máy trộn Elox chuyên trộn bột khô, trộn các loại hạt với dung tích là 100 lít và loại máy trộn 50 lít. Bây giờ chúng tôi đang test máy trộn Elox 100 lít. Hiện tại chúng tôi đang test nguyên liệu là hạt thóc. Bà con có thể nhìn thấy là máy trộn rất đều, nhanh và chính xác. Và đặc biệt là máy làm bằng Elox thì có thể trộn được các loại nguyên liệu thức ăn cho tôm, cua, cá ấy sẽ không bị oxy hóa, hay là những cái nguyên liệu dùng cho nhà hàng, khách sạn, các quán ăn thì sẽ không bị ảnh hưởng gì đến thực phẩm và chế độ an toàn. Bây giờ chúng tôi sẽ đổ nguyên liệu qua cối trộn 50 lít và sau đó chúng tôi sẽ trộn cho bà con cùng xem. Chúng tôi đã đổ đầy để test cho bà con thấy là cái sức mạnh của cối trộn. Trộn rất nhanh và đều đấy. Bà con thấy không? Khi mà cái runo trục nó sẽ xoáy vòng tròn để cho cái hạt nó sẽ đàn hồi xoay tròn từ trên xuống dưới đảo đều, rất nhanh và hiệu quả. Một chút xíu nữa thì chúng tôi sẽ để cho bà con thấy là cái hệ thống bên trong của cái cối trộn nó có cấu tạo như thế nào. Không để bà con đợi lâu, đây là cái bảng điều khiển của máy, chúng ta chỉ ấn nút là máy chạy. Và bên trong cối trộn sẽ có một cái đường trục xoáy dạng mũi khoan, để khi mà chúng ta xoáy đều thì các loại nguyên liệu ở trong nó sẽ đảo đều lên và nó sẽ đẩy từ dưới lên trên và vòng ra hai bên đẩy xuống dưới đẩy lên thì nó sẽ rất là đều. Đây là cấu hình của máy, bà con có thể thấy là 100% máy được làm bằng inox, có khung vuông chắc chắn và có bánh xe đẩy di chuyển dễ dàng. Đặc biệt là máy có sử dụng motor dây đồng, bảo hành 12 tháng lỗi đổi mới. Nếu bà con có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm máy trộn inox với dung tích là 100 lít, 50 lít, 150 lít, 200 lít thì hãy liên hệ với số điện thoại bên dưới video của chúng tôi, sẽ được tư vấn để chọn lựa sản phẩm máy trộn phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo.